Chào bạn, chào mừng các Pioneer đã đến với chuyên mục B-Network Daily. Tại đây, chúng tôi sẽ cập nhật liên tục các tin tức mới nhất từ BicoTeam, những diễn biến nóng hổi nhất của thị trường xung quanh dự án B-Network trong và ngoài nước. Bên cạnh đó là những kiến thức về blockchain và những nhận định chuyên sâu về dự án B-Network. Khác với những kênh tin tức chỉ đơn thuần đưa tin, đôi khi đó là thông tin chưa chính xác, scam và thiếu những nhận định có chiều sâu. Tất cả các nội dung đặc sắc của B-Network Daily sẽ được các chuyên gia của chúng tôi trực tiếp biên tập, phân tích đúng sai và đưa ra nhận định. Đây sẽ là một chuyên mục được các Pioneer tin dùng để cập nhật tin tức và phân tích về dự án B-Network. Còn bây giờ là nội dung chính của video ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết, B-Network được BicoTeam giới thiệu là loại tiền ảo có thể được đào trực tiếp trên smartphone, không cần sử dụng siêu máy tính. Việc đào Bi không ảnh hưởng đến tài nguyên hay hiệu suất hoạt động của điện thoại. Theo trang chủ tại minip.com, B-Network được tạo ra với triết lý lấy con người làm trung tâm, đặt sức mạnh của tiền điện tử vào tay người dùng, khác với Bitcoin vốn khó sử dụng, khó truy cập và cần nguồn tài nguyên khổng lồ để duy trì hoạt động. Cộng đồng B-Network từ lâu đã có một niềm tin mãnh liệt về việc B-Network sẽ trở thành đồng tiền chính để lưu thông và được cả thế giới chấp nhận. Nếu điều này trở thành sự thật thì phải nói là quá tốt. Tuy nhiên, trên con đường đó, B sẽ phải chinh phục rất nhiều cột mốc quan trọng tiếp theo, đặc biệt là vấn đề pháp lý và chính sách tiền tệ của từng quốc gia. Và đó cũng sẽ là chủ đề mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Xin mời các Pioneer tiếp tục theo dõi. Xin lưu ý, chúng tôi xin mời các Pioneer tạo ngay tài khoản và sử dụng miễn phí nền tảng của CryptoLeftFan.com. Tại đây bạn có thể điểm danh, tuyển prep và xem video để đào được các token COV trong hệ sinh thái của CryptoLeftFan. Trong tương lai, token COV hứa hẹn sẽ đem lại nhiều giá trị thực tiễn cho người dùng. Sau đây, chúng tôi sẽ liệt kê hai cột mốc quan trọng nhất mà Bi sẽ phải chinh phục được để trở thành đồng coin số 1 thế giới. 1. Trở thành nền tảng crypto toàn cầu. Mặc dù sở hữu cộng đồng hơn 35 triệu Pioneer, một số nguồn tin còn cho rằng Bi sẽ rất sớm đạt tới mức 100 triệu người dùng trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, để có thể trở thành một loại tiền tệ được chấp nhận trên toàn cầu, Bi Network cần có cộng đồng nhiều hơn thế nữa. Để làm được điều đó, Bi cần được các ông lớn trong ngành phân phối coin đến với từng người dùng. Cụ thể là các sàn lớn sẽ quyết định đưa Bi lên sàn để giao dịch như đồng crypto khác. Bi luôn có khả năng thanh khoản sang các loại tiền tệ khác. Các tổ chức quỹ đầu tư uy tín trên thế giới xem Bi như một dạng tiền tệ và mua vào tích lũy. Hay các tổ chức thương mại lớn như Apple, Amazon, eBay, Samsung chấp nhận Bi coin làm hình thức thanh toán trên nền tảng của mình. Nếu đạt được tới quá trình này, Bi mới có thể tạo nên sức mạnh nội tại và được công nhận trên toàn cầu. 2. Pháp luật các quốc gia sở tại. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều các quốc gia nghiêm cấm sử dụng crypto thay thế cho tiền pháp định. Ví dụ như ở Trung Quốc và Việt Nam, người dân không được phép sử dụng crypto để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ. Đặc biệt hơn là ở Việt Nam, công dân không được phép sử dụng bất kỳ loại tiền nào khác ngoài Việt Nam đồng để mua bán hàng hóa và dịch vụ. Ngoài ra, theo hệ thống pháp lý của các quốc gia, giao dịch trên crypto và blockchain chưa được hợp thức hóa và kê khai thuế. Như vậy, chúng ta có thể thấy mỗi quốc gia đều có luật pháp riêng. Bi muốn được chấp nhận thì cần vượt qua được chính sách pháp lý ở quốc gia ấy, mặc dù chỉ có hai cột mốc này. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy việc chinh phục được chúng không hề dễ dàng. Bi Network sẽ còn một chặng đường rất dài để trưởng thành trong thời gian sắp tới. Còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ Bitcoin sẽ là một loại tiền tệ áp dụng trên toàn thế giới? Hãy để lại comment ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy subscribe, like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án B-Network và giao dịch an toàn. CryptoLeftFan rất vui khi cùng các Pioneer đồng hành và khám phá B-Network trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Đừng quên để lại một like và một subscribe kênh để nhận được các thông báo mới nhất về mạng lưới B-Network. Cảm ơn tất cả các Pioneer đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.